Rồi, phía đối diện, phía bên kia đường đó, đó là cây xăng ngay ngã ba Bình Thung. Giờ này là khoảng tầm 4 giờ chiều, 4 giờ rưỡi chiều. Sắp đến giờ tan sở rồi, đây là những cảnh của quốc lộ 1K ở ngay thị xã Dĩ An. Đó, bây giờ mình đang đi vô khu vực của nhà của mình. Từ nhà mình, từ ngoài quốc lộ 1K đi vô khu vực nhà mình thì tầm khoảng chừng Nga nghĩ là hơn 100 mét. Đi bộ thì cũng nhanh thôi. Khu vực này nó rất là yên tĩnh và các anh chị đi dọc hết cái con hẻm này, có nghĩa là cái chỗ khu vực này nó là một cái khu vực mà rất là tiện, là có nghĩa nó ra được hai đường, một là quốc lộ 1K, hai là các anh chị sẽ đi thẳng ra được bên đường DT 743 chỗ ngã ba Bình Thung. Đó, trước mặt mình đấy, đó các anh chị thấy cái đường mà cắt ngang đấy, cái đường đó nếu mà mình chạy thẳng ra mình sẽ ra đường DT 743. Đường trước trước mặt mình đó là cái đường ngã ba, cái đường cắt ngang đó là các anh chị sẽ đi ra được DT 743. Đây nha, cũng cho mọi người xem luôn cái khúc đấy. Và cái đường này họ rất là đặc biệt, là họ không cho phép mà xây dựng ra phía ngoài. Các anh chị sẽ thấy là có một những cái dãy giống như mình thấy dãy đất trống, mình không hiểu là tại sao là họ để cái dãy đất trống như thế và như thế nào. Thì khi mà mình nói chuyện thì ba mới cho biết là cái chỗ này, cái đường này người ta được đường có nghĩa là cống nước lớn, ống nước lớn gì á, có nghĩa là đây là trụ nước lớn của Bình Dương, từ nhà máy nước Bình Dương để đi về Sài Gòn. Đây, ống nước lớn của thành phố phía dưới họ không có cho xây dựng ra, tại vì xây dựng ra nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống ống nước, và đường này đường ống nước lớn. Hôm nay thì mình cũng đi về nhà. Hiện tại bây giờ Nga đang tiến vô phía trong nhà, và đây là cái khu vực ngã ba. Các anh chị thấy một loạt dãy nhà một trệt một lầu, và họ xây kiến trúc hoàn toàn gần như là giống nhau, và mỗi căn nhà này đều có vách tường riêng. Cái khoảng con đường này rộng tầm khoảng là 8 mét, và hai bên mỗi bên chừa lề khoảng 2 mét. Trước mặt các anh chị sẽ thấy là một cái người đàn ông đang khiêng đồ. Thì đối với người đàn ông này thì mình sẽ kể một cái câu chuyện riêng về cái người này, và các anh chị sẽ thấy rõ. Đây, nhà của mình đây. Và cái khu vực này hiện tại bây giờ giá nhà ở khu vực Bình Dương đối với một trệt mà hai lầu, diện tích là bề ngang 4 mét rưỡi và bề dài tầm khoảng 14-15 mét, là người ta kêu bán là tầm khoảng 2 tỷ 9. Và Nga đang tiến vô nhà Nga. Và diện tích của nhà mình là 4 mét rưỡi nhân cho 15 mét. Một trệt một lầu. Ở dưới đất mình để toàn bộ là phòng khách và nhà bếp, với lại có một cái restroom. Còn ở trên lầu thì là hai phòng khách, một phòng nhỏ mini ở đằng trước, lát hồi các anh chị và các bạn sẽ được theo dõi. Đây là khu vực nhà bếp. Nhà này hoàn toàn là mới 100%, chưa hề sử dụng bao giờ. Và mình đã mua cách đây cỡ 2 năm về trước.
khu vực nhà bếp này, nếu trong tương lai nếu mà mình ở, mình sẽ thiết kế lại một chút xíu để cho nó tạo một cái không gian ấm cúng hơn, và mua thêm một số cái như tủ lạnh để ở đấy. Và đây là khu vực của giếng trời. Buổi sáng hầu như là mình không cần phải mở đèn, vì cái giếng trời ở đây nó lớn lắm, và cái lượng không khí lưu lượng để lấy khí trời xuống đây, gió thổi rất là mạnh và mát mẻ. Đây là restroom ở dưới đất đây. Và Nga đang đi lên cầu thang tiến lên lầu 1. Trước tiên hết thì các anh chị sẽ thấy có một cái lối đi, và nơi đây sẽ có một cái giếng trời nữa lấy gió và sẽ thoải mát hết khắp cả phòng đằng trước lẫn phòng đằng sau. Restroom ở trên lầu. Và khi mình đóng cửa lại thì ánh sáng vẫn có thể thấy sáng được trong restroom, không cần phải bật đèn. Đây các anh chị thấy bên tay trái đó là cái một cái chỗ, cái cửa sổ coi như là một cái giếng trời vậy. Phòng ngủ phía trong có một cái cửa sổ, và nếu mình ở trong đây mình sẽ mở cái cửa sổ này ra, gió thổi rất là mạnh và mát ở khu vực trong đây. Phòng này rất là thông thoáng. Và bây giờ đây là những cái trong phòng ngủ này. Mình chưa có trang bị gì hết ngoài là đèn ngủ và đèn thức hai bình thường. Mình đi ra. Và bắt đầu Nga đi vô cái phòng ngủ thứ hai. Có nghĩa là phòng ngủ ở ngoài cửa đi vô. Đó là một cái phòng ngủ thứ hai trên lầu. Phòng này không có cửa sổ phía trước, nhưng có phía cửa sổ ở chỗ cầu thang đi lên. Đấy, các anh chị thấy cái cửa sổ đấy. Toàn bộ cửa đây sẽ bằng cây cửa gỗ. Đây là phòng đằng trước. Thông thường người ta sẽ để phòng này làm phòng thờ, nhưng mình thì không có để phòng làm phòng thờ, mà mình sẽ dựng đây thành một cái phòng đọc sách. Và trước đây là một cái hành lang, các bạn cũng như mình có thể là trồng cây ở đây. Rồi mình mua một cái bộ ghế để đằng trước này, và mình có thể làm thành một cái gọi là một cái khu để mình relax vài đêm, mình uống cà phê, uống trà ở nơi đây, hoặc sáng sớm mình ra mình tập thể dục cũng được. Đó, đối diện các anh chị, anh chị có thể thấy những cái khoảng đất trống đó, người ta còn trống, người ta chưa có xây dựng. Và đối diện mình có một cái căn nhà một trệt hai lầu, hiện giờ người ta cũng đang rao bán với một cái giá cũng ok, màu xanh xanh các anh chị thấy đấy. Họ đang rao bán. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua thì có thể alo cho mình, mình sẽ dẫn các chị lên. Cái giá họ đang kêu là cỡ tầm 2 tỷ 9. Một trệt 2 lầu, diện tích là 4,5 m nhân cho 14 m. Đây là một số hình ảnh mà Nga ghi được, và các anh chị có thể là xem và tham khảo. Biết đâu mình cũng có thể mình cho thuê căn này. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi.